Xin kính chào toàn thể các quý vị và các bạn đang đăng ký và theo dõi kênh YouTube của Thắng Audio. Thắng Audio hôm nay bên em về rất là nhiều hàng để phục vụ các bác, các quý vị, các bạn chơi Tết. Trước mắt các bác là một đôi sạc pin Vega AT10. Đôi này như các bác nhìn trên màn hình thì cấu hình rất là ok, đẹp tuyệt vời luôn ạ. AT10 thì sở hữu một bát 25, một chung, một tép và hai tinh chỉnh. Như các bác nhìn, con này vân gỗ về Thắng Audio đẹp lắm ạ. Em hiện tại thì đang đấu cùng với cả con Piuler cỏ, con Piuler 7900, nhưng âm sắc của bọn này thì các bác chơi dòng sạc pin Vega AT10, D5 rồi là các dòng sạc pin từ LS10 rồi rất là dễ ghép âm ly. Các bác có thể vừa chơi mà vừa nghe nhạc, vừa hát karaoke. Nhà em thì hôm nay thì vế rất là nhiều các cái mặt hàng để phục vụ anh em chơi Tết, và chút nữa em sẽ quay chi tiết. Các bác có nhu cầu sở hữu đôi AT10 hoặc combo, hoặc là qua nhà em về rất là nhiều âm ly, các cái dòng, các mã, các đời để cho các bác lựa chọn để ghép phối một bộ rất là ok. Các bác có nhu cầu sở hữu đôi sạc pin Vega AT10, điện thoại cho em theo số 0983698887. Xin mời các bác thẩm âm và nghe nhạc. Hàng nhà em về có rất là nhiều các cái mã, thì chút rồi em quay cho các bác để các bác cùng
Vivega thì em cũng không phải giới thiệu nhiều. Con AT10, con này thì rất là chất. Các bác nhanh chân qua bốc con AT10, con sạc Vivega. Và bên em thì còn về rất là nhiều các cái dòng âm ly. Ví dụ như Sansui Alpha 607i, AU Alpha 607 LXTRA, Alpha 607 XTRA, LXTRA đều có X. Rồi 607 XDCAT, 707 X, 707 XDCAT. Và đây ạ, bâu 501 series 2, 501 trơn, 501 series 4, 501 series 3 đều có hết để phục vụ anh em hàng đang về. Các bác nhanh chân qua, mai qua chọn các sản phẩm các bác yêu thích. Rất là nhiều các cái dòng về. Rất là cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi kênh YouTube của Thằng Audio.